Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 25 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2015, đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Vị Xuyên. Thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, đồng chí Nguyễn Trung Tài mong các gia đình hãy khắc phục mọi khó khăn để vươn lên trong cuộc sống, đồng thời phát huy truyền thống của gia đình, nuôi dạy con cháu cho tốt, cố gắng phát triển kinh tế gia đình, nâng cao cuộc sống, góp phần làm giàu xây dựng quê hương đất nước. Đồng chí khẳng định, ngoài việc quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tri ân sâu sắc những anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, những người đã đóng góp to lớn cho độc lập, tự do của đất nước. Đồng thời, đồng chí cũng mong muốn cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần tiếp tục làm tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa, có chính sách hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực đối với các gia đình chính sách. Các gia đình đều rất xúc động trước sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh và hứa sẽ thực hiện tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy ước, hương ước của thôn bản để xây dựng quê hương ngày một giàu mạnh. Cũng nhân dịp này, đồng chí Thảo Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13, đơn vị tỉnh Hà Giang và lãnh đạo huyện ủy Mèo Vạc đã đến thăm tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Đoàn đã đến thăm tặng quà của Chủ tịch nước của tỉnh và huyện cho 9 gia đình ở các xã Niêm Sơn, Tát Ngà, Cán Chu Vìn và thị trấn Mèo Vạc. Tại các nơi đến thăm, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh Hà Giang, Thảo Hồng Sơn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe và đời sống tinh thần của các gia đình chính sách, bày tỏ lòng biết ơn trước công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã hy sinh xương máu của mình để bảo vệ Tổ quốc, mong muốn các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua khó khăn, tiếp tục động viên con cháu học tập, lao động tốt và tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế ở địa phương, góp phần xây dựng huyện Mèo Vạc ngày càng giàu đẹp. Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các gia đình chính sách, người có công thể hiện đạo lý tốt đẹp uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách xã hội trên địa bàn huyện Bắc Quang. Đoàn đã đến thăm gia đình ông Cam Thanh Mến, bệnh binh hạng 2/3, tỷ lệ 63%, thôn Kẻ Nhạn và gia đình ông Nguyễn Văn Sinh, thôn Đồng Kem, thương binh hạng 1/4, tỷ lệ 85%. Là các gia đình thương bệnh binh tiêu biểu của xã Đồng Yên. Tại mỗi gia đình, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo huyện Bắc Quang đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, điều kiện phát triển kinh tế của các hộ gia đình chính sách và trao quà của Ủy ban Nhân dân tỉnh, quà của huyện Bắc Quang cho các gia đình. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, động viên con cháu thi đua học tập, lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương Đồng Yên ngày càng giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chiều ngày hôm qua 24 tháng 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các đồng chí là thương binh tại chức, thân nhân của liệt sĩ đang công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Tại buổi gặp mặt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng của các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sĩ đã vượt qua khó khăn vất vả, vượt qua thương tật để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng mong rằng các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sĩ hãy tiếp tục phát huy bản chất truyền thống cách mạng, truyền thống gia đình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó. Cũng trong dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng mỗi đồng chí thương binh, thân nhân liệt sĩ một phần quà trị giá 1 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Trong những năm qua, ngành lao động thương binh xã hội tỉnh luôn chú trọng trong công tác huy động sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, giải quyết tốt chế độ chính sách, chăm lo cho người có công với cách mạng. Từ đó đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh. Trong những ngày tháng 7 thiêng liêng này, các địa phương trên địa bàn tỉnh, các hoạt động hưởng ứng các phong trào đền ơn đáp nghĩa đang diễn ra rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân. Bằng nhiều những hoạt động thiết thực và ý nghĩa như tổ chức các buổi lao động công ích, dâng hương tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đó là nguồn động viên tinh thần lớn lao giúp những thương bệnh binh an tâm và phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.
Từ ngày chúng tôi rời quân ngũ trở về địa phương, được Đảng, Nhà nước, chính sách như quan tâm đến cái sức khỏe và thương tật của tôi, thì từ cái ngày chúng tôi về thì sức khỏe yếu, đến năm 2012 được Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương giúp đỡ gia đình tôi, cho tôi ít tiền để xây dựng căn nhà. Hiện nay chúng tôi làm ăn thì cũng tương đối là ổn định, sức khỏe cũng tương đối là ổn định cuộc sống. Nhằm chia sẻ giảm bớt khó khăn đối với những gia đình chính sách, chính quyền các cấp đã thực hiện tốt pháp lệnh ưu đãi người có công, triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng chế độ chính sách cho nhiều đối tượng là người có công với cách mạng. Tính đến nay, toàn tỉnh đang chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng cho trên 3.200 người có công và thân nhân của họ, đồng thời phát động các phong trào tri ân, chia sẻ với các gia đình có công với cách mạng. Có thể nói về đối với chính sách đối với người có công, đặc biệt là đối với các gia đình liệt sĩ thương binh, thì vẫn vận dụng theo các cái chính sách trước đây mà đã được Trung ương quy định. Tuy nhiên cái nét đổi bật nhất trong năm nay ấy, đó là đã tổ chức được cho các thân nhân gia đình liệt sĩ đi viếng các nghĩa trang liệt sĩ, đưa các đối tượng, các ngành cấp đi thăm các nghĩa trang liệt sĩ tại Hà Quảng và Cao Bằng, và đặc biệt là cái việc giải quyết vấn đề nhà ở cho người có công, thì đấy cũng là cái bước mà năm nay làm mới. Trên cơ sở đó thì với cái sự hỗ trợ kêu gọi giúp đỡ của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, thì trong năm 2015 này các tổ chức, các tập đoàn, công ty hỗ trợ làm nhà cho các đối tượng chính sách người có công với kịp thời, đặc biệt là những đối tượng hiện nay có khó khăn. Sinh thời, Hồ Chủ tịch kính yêu đã căn dặn: thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên, bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ. Khắc ghi lời Bác, tự hào về truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, phong trào đền ơn đáp nghĩa sẽ tiếp tục được phát huy, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, làm tốt hơn nữa việc thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi đối với các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Vừa qua, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Xín Mần đã tiếp xúc cử tri tại xã Chế Là và xã Cốc Rế, huyện Xín Mần. Tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo với các cử tri về kết quả kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2011-2016, và phổ biến một số nghị quyết có nội dung liên quan trực tiếp đến cử tri và địa bàn ứng cử. Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri có liên quan đến địa bàn tiếp xúc cử tri. Báo cáo với cử tri về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét thông qua 10 tờ trình kèm dự thảo nghị quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cũng tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân huyện Xín Mần. Qua nghe các báo cáo, các cử tri đều đồng tình, nhất trí cao với kết quả kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và huyện. Đồng thời, các cử tri cũng có một số ý kiến kiến nghị đối với huyện, tỉnh như đề nghị kéo điện lưới cho 5 thôn gồm Cốc Chứ, Dì Thàng, Xìn Khâu, Cốc Đông, Cốc Cang thuộc xã Chế Là. Đề nghị tăng mức phụ cấp cho các cán bộ không chuyên trách cấp xã tại các thôn bản, xem xét hỗ trợ xi măng đổ bê tông sân trường, hỗ trợ kinh phí xây dựng phòng lưu trú giáo viên và học sinh cho trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Chế Là, quan tâm đến các chính sách cho những người có công với cách mạng, đề nghị có chính sách hỗ trợ nước sạch cho thôn, đề nghị xem xét cấp kinh phí xây dựng hội trường thôn Cốc Đông, xã Cốc Rế và hỗ trợ xi măng để làm đường bê tông. Qua nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và huyện đã giải đáp, làm sáng tỏ một số các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết. Các ý kiến không thuộc thẩm quyền sẽ chuyển đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Ngày hôm qua 24 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Quản Bạ đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7, đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2015. Trong tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo toàn diện ở tất cả các lĩnh vực và đã đạt được những kết quả quan trọng như tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020 và lễ công nhận xã Đông Hà đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới. Toàn huyện đã gieo cấy được 106 ha lúa, đạt 95,8% kế hoạch. Nhân dân đang tiến hành thu hoạch 5.045 ha ngô vụ đông xuân. Đến thời điểm này, năng suất ước đạt 38 tạ một hecta, sản lượng ước đạt 19.171 tấn.
Cũng trong tháng, các doanh nghiệp, hợp tác xã dược liệu và nhân dân tiếp tục trồng mới 7,3 hectare cây dược liệu. Về tài chính tín dụng, tổng thu ngân sách địa phương trong tháng ước đạt 33 tỷ đồng, trong đó thu thuế và phí ước đạt 8 tỷ đồng, thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 25 tỷ đồng. Ngành giáo dục và đào tạo chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới, hoàn thiện hồ sơ công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, chỉ đạo các trường hoàn thành công tác tuyển sinh vào lớp 6. Trong thời gian tới, huyện Quản Bạ xác định giải quyết các vướng mắc còn tồn tại ngay tại cơ sở, tổ chức tốt nghiệm thu trồng rừng, chăm sóc phòng chống dịch bệnh ở cây trồng và vật nuôi, hoàn thành dự thảo tinh giản biên chế. Đồng thời, thu chi ngân sách địa phương đảm bảo đúng tiến độ và quy trình, không để tồn nguồn và kiểm tra toàn bộ hoạt động chuẩn bị cho năm học mới, duy trì đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cũng trong ngày hôm qua, ngày 24 tháng 7, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bắc Mê tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động cho vay ủy thác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Trong 6 tháng đầu năm, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bắc Mê và tổ chức hộ đoàn thể nhận ủy thác phối kết hợp chặt chẽ trong việc kiểm tra giám sát đối với hộ đoàn thể nhận ủy thác cấp xã thị trấn. Tích cực tuyên truyền phối hợp với các tổ tiết kiệm vay vốn, xử lý tốt nợ đến hạn và thu hồi nợ đến hạn. Xử lý thu hồi, chuyển các khoản nợ hết thời gian trong hạn và giãn kỳ hạn trả nợ cho khách hàng với 176 món vay. Tính đến ngày 30 tháng 6, tổng dư nợ cho vay ủy thác là 162,5 tỷ đồng với 212 tổ tiết kiệm vay vốn và 7.498 hộ vay. Trong đó dư nợ hộ nông dân là 50,3 tỷ đồng, dư nợ hội phụ nữ là 42,9 tỷ đồng, dư nợ hội cựu chiến binh là 37,7 tỷ đồng, dư nợ đoàn thanh niên là 31,3 tỷ đồng, doanh số cho vay ủy thác là 18,1 tỷ đồng. Trong 6 tháng cuối năm, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện phối hợp tốt hơn nữa với các hội đoàn thể, thực hiện tốt công tác giải ngân đến đúng đối tượng cho vay là hộ nghèo theo quy định của nhà nước, tăng cường công tác kiểm tra giám sát các điểm giao dịch, đảm bảo nguồn vốn vay đúng mục đích và tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ hội và ban quản lý tổ tiết kiệm vay vốn. Trong 2 ngày, ngày 22 và ngày 23 tháng 7, xã Xuân Giang, huyện Quang Bình đã tổ chức liên hoan nghệ thuật dân ca dân vũ và nhạc cụ dân tộc. Tham gia liên hoan có 10 đội đến từ 9 thôn bản và đội nghệ nhân dân gian trên địa bàn. Các đội tham gia sẽ phải biểu diễn đầy đủ 3 phần như hát dân tộc, múa phụ họa dân tộc và thể hiện nhạc cụ dân tộc. Đêm liên hoan đã thể hiện những tiết mục đặc sắc, ấn tượng được các nghệ nhân, diễn viên dàn dựng công phu, bài bản, đem đến cho khán giả những ấn tượng đậm đà bản sắc dân tộc. Thông qua liên hoan nghệ thuật dân ca dân vũ, nhạc cụ dân tộc nhằm giữ gìn, bảo tồn, phát huy và tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, cổ vũ tích cực cho phong trào thi đua lao động sản xuất. Kết thúc liên hoan nghệ thuật dân ca dân vũ, nhạc cụ dân tộc, ban tổ chức đã trao 3 giải A cho các đội thôn Bản Tát, thôn Trung, thôn Quyền, 3 giải B cho các đội thôn Trang, thôn Then, thôn Mới và nhiều giải cho những đội có tiết mục xuất sắc. Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 7, tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh đã diễn ra lễ khai mạc giải vô địch cầu lông Revilo tỉnh Hà Giang năm 2015. Tham dự giải có 21 đoàn của 9 huyện thành phố, 7 sở ban ngành, 5 câu lạc bộ với nhiều nhóm tuổi khác nhau, 16 đến 34, 34 đến 44 và trên 45 tuổi. Các nội dung thi đấu đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ với 11 bộ huy chương được trao. Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với công ty Linh Đan Revilo Việt Nam, nhà phân phối chính thức tại Hà Giang tổ chức nhằm chào mừng đại hội đảng các cấp và các ngày lễ lớn của đất nước. Đồng thời, nhằm đánh giá quá trình chuẩn bị của các cơ sở, đánh giá trình độ chuyên môn của các vận động viên, làm cơ sở để nhân rộng và phát triển mạnh môn cầu lông trong mọi tầng lớp nhân dân. Giải vô địch cầu lông Revilo tỉnh Hà Giang năm 2015 sẽ là cầu nối để các địa phương, các sở ban ngành trong tỉnh được giao lưu, cọ sát, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau, tạo mối quan hệ gắn bó giữa các địa phương. Dự kiến giải sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 7 năm 2015. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin về thời tiết ngày và đêm 25 tháng 7 do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang cung cấp. Bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm 25 tháng 7 năm 2015. Khu vực công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn,
nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ C, độ ẩm trung bình 85%. Khu vực di tích quốc gia ruộng bậc thang và vùng núi đất phía Tây, nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ C, độ ẩm trung bình 88%. Khu vực vùng núi thấp, nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ C, độ ẩm trung bình 88%. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự thứ Bảy ngày 25 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang tới đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.